Mến chào quý anh chị, sản phẩm ngày hôm nay Nga muốn giới thiệu đến với quý anh chị là một lô cao su 3,7 hectare nằm ngay tại huyện Iagrai, nằm ngay khu dân cư trước mặt quý anh chị ha. Ở đây, lô rẫy cao su của chúng ta có hai mặt đường. Mua 20 khẹt lên đi. Lô rẫy có hai mặt đường ngay khu dân cư. Từ lô rẫy của chúng ta mà ra ngoài ủy ban xã thì hết khoảng gần 2 km quý anh chị, gần 2 km. Ở đây là dân cư sống xung quanh quý anh chị nhé. Ở trước mặt cái lô cao su của chúng ta là cũng có nhà dân này, ở phía cuối lô rẫy cũng có nhà dân ở này. Hai mặt đường lô rẫy, hai mặt đường quý anh chị. Cao su năm thứ đã cạo gần năm thứ tư quý anh chị. Gần năm thứ tư. Ở đây chất đất đỏ ba gian. Giống ri sáu quý anh chị. Từ đây ra ngoài thành phố sân bay Pleiku đi khoảng 25 km. Ủy ban nhân dân xã, ủy ban nhân dân xã và trường, trạm y tế thì trong đi khoảng cách trong vòng 1 km, vòng 1 km đến 2 km quý anh chị, 2 km đổ lại. Cao su rất là đều, lô đất của chúng ta rất bằng phẳng quý anh chị này. Cao su rất bằng phẳng, trước đằng sau cái lô rẫy lại căn nhà tiếp quý anh chị nhá, cũng là nhà dân ở luôn. Từ ngoài đường nhựa ủy ban xã mà đi vô trong cái lô rẫy của chúng ta thì hết 1 km đường cấp phối như thế này này. Và cái con đường cấp phối như thế này nhá, đang chuẩn bị làm đường bê tông quý anh chị. Đang chuẩn bị làm đường bê tông. Cao su đều. Với diện tích 3,7 hectare cao su, gia chủ muốn sang nhượng cho quý anh chị với giá 620 triệu trên 1 hectare. Bao sang tên bìa đỏ cho quý anh chị và cũng có ra lộc cho quý anh chị ạ. Ở tại nơi đây thì đã có điện 3 pha, ngay khu dân cư. Tiềm năng cũng có thể làm khu dân cư quý anh chị. Và sau đây tiếp tục mời quý anh chị xem hình ảnh lây cam từ trên cao của lô đất quý anh chị nhé. Lô rẫy 3,7 hectare với hình trạng rất là vuông vức, nằm ngay khu dân cư, đường đi lối lại thuận tiện. Cao su mới cạo được 4 năm, có hai mặt tiền đường, điện 3 pha, mang nhiều yếu tố thuận lợi nên rất có nhiều tiềm năng. Quý anh chị quan tâm đến cái lô rẫy thì xin liên hệ đến kênh Nhà đất Quỳnh Nga Gia Lai qua số điện thoại trên màn hình. Và nhớ bấm đăng ký kênh ở góc phải màn hình để theo dõi những video mới nhất nhé.